xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì mấy hôm nay cái máy mình nó bị hư các bạn, cái PC của mình nó bị hư cho nên là mình nói chung là không có ra được một cái video nào hết. Đó, video thì mình cũng đã quay rồi nhưng mà không có máy để mà edit. Vì thế là mình không có đăng một cái video nào hết. Vì thế là các bạn cho mình xin lỗi nha. Đó. Rồi, và hôm nay mình có một cái tin rất là vui. Đó, khá là vui trong quá trình mình làm YouTube. Thì đây như các bạn thấy. Đó, cái này thì những bạn nào mà làm YouTube thì các bạn đã biết cái này là gì rồi đúng không? Đó, cái này là một cái mã pin các bạn, một cái mã pin từ bên Google AdSense nè. Đây mình sẽ để gần cho các bạn xem. Đấy, bên Google AdSense. Google AdSense là nói chung là một cái tài khoản để mà mỗi tháng mà tiền YouTube thì nó sẽ cộng vào cái bên Google này, và đủ 100 đô thì mình sẽ rút từ bên Google này nha. Đấy, bên Google người ta sẽ thanh toán tiền cho mình. Đấy thì nói chung cái mã pin này rất là quan trọng nha các bạn, khá là quan trọng đối với những người mà làm YouTube mà muốn kiếm tiền. Đó, vì ai mà làm YouTube luôn thì nó có ba cái rất là quan trọng. Cái thứ nhất á, là nó có ba cái rất là quan trọng để mà quyết định cho các bạn là có thể kiếm được tiền từ YouTube hay là không. Cái thứ nhất là các bạn phải là được YouTube nó xác nhận là các bạn là có thể kiếm tiền ở trên kênh YouTube của các bạn đó, qua cái video quảng cáo rồi đó. Và cái thứ hai là các bạn phải xác minh danh tính đó bằng cái giấy chứng minh đó, trong cái tài khoản Google AdSense như thế này phải bằng giấy chứng minh hoặc là giấy tờ xe đó, tùy theo mỗi người đó. Và tất nhiên là phải được bên Google này người ta chấp nhận là cái thứ hai. Đó, sau hai cái đó rồi thì tới đây là cái cuối cùng. Đó, cái mã pin này á, thì mình sẽ nhận sau cùng nha. Và cái mã pin này mình đã gọi là tốn khoảng 2 tháng các bạn, hơn 2 tháng mình mới có thể nhận được cái mã pin này. Đấy, thì nói chung mình các YouTuber khác thì mình nghĩ cũng vậy thôi. Đó, có người thì người ta đợi mãi đến 1 năm luôn. Đó, thậm chí là người ta được mấy trăm đô, có ngàn đô luôn. Nhưng mà bên Google nó vẫn chưa có gửi. Đấy, thì nói chung cũng nhầm người thôi. Đó, nói chung là có người hên, có người xui thôi. Đấy, còn mình thì khoảng 2 tháng là mình đã nhận được cái này, cái mã pin từ Google rồi. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái công dụng của cái mã pin này. Mã pin này một tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là mình sẽ nhập ở trong cái tài khoản Google AdSense của mình luôn. Đó. Và sau khi mình nhập rồi thì cái Google AdSense của mình nó sẽ xác nhận, và tới khi nào mà cái kênh YouTube của mình nó đủ 100 đô thì YouTube nó sẽ gọi là phát lương cho mình. Đó. Còn nếu như mà mình đen nữa mà mình không nhận được cái mã pin này các bạn, mình sẽ không rút được tiền từ YouTube. Đó, mặc dù là mình có 300 đô, 400 đô, thậm chí là 1000 đô luôn thì vẫn không được rút được tiền từ YouTube. Đó. Và bên Google rất là khó luôn, rất là khó khăn luôn, là cái mã pin này các bạn phải nhận được là các bạn phải nhập cái mã pin vào cái tài khoản này là không quá 4 tháng. Đó, theo mình đọc cái yêu cầu của bên Google này á thì là không quá 4 tháng, mà mình đã gọi là mình nhận trong vòng 2 tháng. Đó, mình rất là sợ qua 4 tháng mà không nhận được cái mã pin này thì nói chung là cái tài khoản của mình nó sẽ bị khóa và có thể là ảnh hưởng đến cái quảng cáo kênh YouTube mình, nó không thể quảng cáo luôn. Đó. Thì mình rất là sợ luôn. Đấy. Thì nếu như mà những bạn nào mà làm YouTube á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, thì để nhận được cái mã pin này mà nhanh á thì ở trên YouTube rồi đó, mình cũng có tham khảo mấy anh đi trước thì người ta bảo là điền thêm số điện thoại các bạn. Đây, ở đây thì mình có để thêm số điện thoại rồi nè. Đấy, địa chỉ kèm số điện thoại nha các bạn. Đấy, còn cái tên này là tên mẹ của mình, tại vì trong cái tài khoản mình sẽ điền tên mẹ của mình nha, tại vì mình chưa đủ 18 tuổi cho nên là chưa có đăng ký tài khoản Google được. Đó, những bạn nào mà làm YouTube mà chưa đủ 18 tuổi á, thì các bạn phải nhờ phụ huynh, đó, nhờ giấy chứng minh của phụ huynh đồ để mà đăng ký nha. Rồi, ok. Thì mã pin khá quan trọng, thì nói chung là mình cũng may mắn là mình gửi hàng các bạn, mình giao hàng được cho các bạn á, cho nên là mình cũng làm quen được với những anh mà phát bu cục rồi đó. Đó, vì thế là mình có nhờ mấy anh đó là khi nào mà thấy cái mã pin như thế này thì mấy ảnh sẽ là giao tận nhà mình luôn. Đó, mã pin này thì giao tận nhà cho mình luôn nha. Còn đối với những bạn nào mà không có quen với những anh nhân viên bên bưu điện rồi đó thì theo mình thấy là các bạn nhận khá là khó khăn, và các bạn phải chạy ra chạy vào đồ hỏi đồ các thứ các kiểu thì khá là phức tạp. Còn không nữa thì các bạn phải nhờ những người mà ta làm dịch vụ nhận mã pin rồi đó thì người ta làm, thì cái đó thì chắc chắn các bạn phải trả tiền cho người ta coi như là mấy trăm ngàn hay là gì đó. Còn nếu như mà các bạn nhờ mấy anh bên bưu điện nhận giùm á thì các bạn có thể là trả tiền cà phê được cho người ta đó, thì người ta có thể là có động lực người ta nhận giùm cho các bạn hơn. Thì cái mã này là cái mã thứ hai nha các bạn. Đó, còn đây là cái mã thứ nhất của mình nè. Đấy, tổng cộng mình có hai cái mã pin luôn đó. Thì đây là cái mã của tên mình luôn nha, đây là cái mã tên của mình. Đấy, tên Lưu Tấn Đạt là tên của mình. Đấy, với địa chỉ này luôn. Thì cái mã này là cái mã ở trong cái tài khoản cũ của mình nha. Thì hồi đó mình có tạo một cái tài khoản. Đấy, nhưng mà cái tài khoản đó thì nó vẫn kiếm tiền bình thường. Nhưng mà lúc đó thì mình chưa có là tham khảo nhiều về bên cái Google này, cho nên là mình làm chậm chạp quá, cho nên là cái tài khoản nó bị khóa rồi, và như là mất tiền luôn rồi. Đó, cái tài khoản đó hình như là cũng được trăm mấy đô các bạn. Đấy, mà bị mất luôn rồi. Đó, và đây là cái tài khoản mới. Và một tí nữa mình sẽ nhập cái mã pin từ trong cái mã pin này vào cái tài khoản Google của mình. Đấy,
và nó sẽ thành công đó, coi như là đủ 3 bước để mà mình có thể là rút tiền được nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhập cái mã pin này vào cái tài khoản Google của mình ha, rồi mình quay sơ sơ qua cho các bạn xem nha. Nhập vào rồi nó sẽ xác nhận cho mình luôn à. Đó, ok. Ok các bạn, thì đây là hai cái mã pin của mình nè, ten ten ten. Đấy, cái này là cái cũ nha, cái này là nó được gửi vào ngày 17 tháng 8 2018, là khá là lâu rồi các bạn, năm rồi luôn rồi ha. Còn cái này thì nó mới gửi đây thôi. Đây, 26 tháng 8 2019 nè. Đấy, gửi bên bưu điện nha các bạn. Đây, bưu điện nè, mã bưu điện nè, đó Việt Nam Post rồi đó. Ok, cái này thì cái cũ cái tên của mình luôn, nhưng mà cái tài khoản nó bị khóa rồi. Mình rất là trân trọng những cái gì mà bên Google hoặc là YouTube người ta gửi cho mình, cho nên là mình sẽ giữ lại coi như là làm kỷ niệm ha. Còn cái này mình chưa có khui luôn nè. Đó, cái này thì nó có chưa có khui luôn nha. Đấy, nó có kêu mình là khui góc cạnh bên trước kìa nè. Đấy, khui tổng cộng là ba góc như thế này, và bên này bên trong nó sẽ có cái số và nó sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đấy, bây giờ mình sẽ khui nha. Đây là cái kéo cắt rau của ông mình. Đó, mình mới lượm các bạn. Đây các bạn, đây sau khi mình cắt ra thì nó sẽ được như thế này nha. Đây, những cái miếng rìa như thế này thì mấy miếng này thì bỏ thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đó, đây bên trong nó sẽ như thế này nha các bạn. Đấy, mình xin được phép che lại mấy cái số mở pin nha các bạn. Đấy, mình xin được phép che lại, còn lại thì mình xem cho các bạn xem hết. Đây, bên này thì nó có những cái hoa văn như thế này nè các bạn. Đấy, chắc mấy cái hoa văn này mình nghĩ là nó để che cái số lại đó các bạn. Đó. Rồi, ở đây thì nó sẽ có 4 bước để mà hướng dẫn các bạn nhập mã pin thôi. Đó. Thì những bạn nào mà chưa rành biết cách nhập thì có thể tham khảo 4 bước này. Đấy. Còn ở trên tài khoản Google thì nó có sẵn luôn rồi, chỉ cần nhập cái số vào thôi. Đây là cái số mã pin nó sẽ để ở đây nha các bạn. Ok, đây mã nhận dạng mã pin Google Access của bạn nè. Đó, có cái mã này thì mới rồi là rút tiền được nha các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhập cái mã này vào cái tài khoản của mình nha. Đây là cái tài khoản Google Access của mình nha các bạn. Đây, đó, thì nó sẽ như thế này. Và hiện tại thì ở trên đây nè, như các bạn thấy nè, đó, thì nó có thông báo cho mình đó là thanh toán của các bạn là hiện đang bị giữ nè. Đó, do bạn chưa xác minh địa chỉ của mình. Đó, và bây giờ mình sẽ xác minh địa chỉ cái mã pin xong thì cái dòng này thì nó sẽ mất nha các bạn. Đấy, cái dòng màu đỏ này thì nó sẽ mất. Đó, rồi, dưới này thì đây là cái chỗ mình sẽ xác minh mã pin ở trong đây nha các bạn. Đây, mình sẽ nhập cái số vào đây. Đấy, rồi, và nó chỉ cho mình nhập đúng 3 lần nha các bạn. Đây, như các bạn, như nó thông báo nè. Đó, và nếu như mà hút 3 lần thì nó có để là việc phân phát quảng cáo sẽ bị tạm ngưng. Đó, vì thế là các bạn phải nhập đúng 3 lần và không được thử nha. Đó, các bạn thử mà hút 3 lần là coi như là mất cái tài khoản luôn á. Rồi, giờ mình nhập xong đi rồi mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, và đây là cái tài khoản của mình sau khi nhập mã pin nha các bạn. Đó, như các bạn thấy ở trên này thì chưa nhập thì nó sẽ có một cái thanh màu đỏ trên này. Đấy, nó kêu mình nhập, và sau khi nhập xong thì nó coi như là hoàn toàn không có gì hết. Đó, đây là thanh toán của mình. Đây là cái tài khoản mới của mình mới lập ở đây thôi, nên là nó chỉ có 24 đô thôi các bạn. Đó. Và chừng nào mà đủ ở đây mà đủ 100 đô đó thì mình sẽ bắt đầu rút tiền vào tài khoản nha. Đó, ok. Rồi. Thì nói chung thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó là mất khá là nhiều thời gian. Vì thế là các bạn phải kiên trì. Đó, nói chung làm YouTube thì phải kiên trì rất là nhiều luôn. Rồi, và cuối cùng mình cũng đã nhập xong rồi. Đó, thì nói chung là một cái mã pin như thế là nhận được khoảng là 2 tháng mấy. Đó, nhưng mà mình chỉ nhập vài giây thôi rồi nó đã hoàn thành xong rồi. Thì cái video hôm nay mình sẽ chỉ muốn làm lại một cái video như thế, nói chung là một cái kỷ niệm ha. Trong quá trình mà mình làm YouTube thì đây là một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ của mình. Đó, thì dành cho những bạn nào mà đang làm YouTube mà chuẩn bị đến cái bước này thì các bạn có thể là tham khảo video này của mình, và nó sẽ bớt bỡ ngỡ hơn thôi. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và không còn gì chia sẻ nữa cho các bạn cả. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và nếu như thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, và cái máy mình thì nó sửa xong rồi nha các bạn, thì hôm trước thì nó bị lỗi win rồi đó, cho nên mình cài rồi mình đem về mình phải cài một số cái ứng dụng rồi nữa. Đấy, vì thế là nó hơi bị lâu cho nên là không có ra một cái video nào cho các bạn xem hết. Rồi, thì cái máy mình nó sửa xong rồi thì mình sẽ tiếp tục làm video cho các bạn xem. Đó, tuy là mình vào học rồi nên mình không làm được nhiều nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm ra nhiều cái video nhất có thể cho các bạn xem nha. Rồi, và rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube bé của mình. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.